Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã trở lại với kênh xe tải phụ tùng chúng tôi ngày hôm nay. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm, đó là bộ nguồn thủy lực của xe, như là xe lâng hạng sử dụng cho rất nhiều các loại xe và phổ biến hiện nay, ví dụ như là xe mà chở xe máy này, xe chở gia cầm gia súc này, hoặc là cũng có thể sử dụng cho các xe công an giao thông hay đi ngoài đường đấy quý vị ạ. Đấy thì là hiện tại là công ty chúng tôi nhập khẩu và phân phối rất nhiều các cái bộ nguồn thủy lực với mẫu mã và sản phẩm đa dạng khác nhau. Ví dụ như cái này hôm nay tôi sẽ giới thiệu thì các bạn, nó là cái bộ nguồn là 24V, hai xi lanh, đấy, có bửng lâng hạng, xi lanh rồi. Quay cận cảnh ở đây giới thiệu cụ thể với các bạn luôn. Đây là cái bình dầu này, đây là lắp bình dầu này, ở dưới này là cái xà cặn này. Đấy. Còn đây là bộ nguồn 24V này, nguồn 24V này. Đây là cái xi lanh điều khiển này. Đây là cái van chống lún này. Đấy. Còn đây là cái bộ điều chỉnh bằng tay lên xuống ở dưới sau xe. Hiện tại thì công ty chúng tôi đã nhập cái loại đổi mới hơn một chút, đó là cái điều khiển ở trên cabin. Quý vị các bạn mà có thể không muốn xuống xe thì có thể điều khiển này trên cabin, nó đấu còn con rơ le này. Đấy. Đấy. Quý vị các bạn mà có cái nhu cầu về sản phẩm thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0962 935 586 hoặc truy cập vào website là xetaiphutung.com để biết thêm chi tiết. Công ty chúng tôi thì có hai cơ sở chính, là cơ sở 1 Đồng Đăng Minh Hà Nội, cơ sở 2 ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị các bạn mà có nhu cầu về sản phẩm thì hãy liên hệ với chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.